Mình xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shop Tôn Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành 5 phút để theo dõi chương trình. Hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2019. Mình mới vừa về 4 bộ Rigid hàng của Mỹ. Mã của nó là R9500. Đây là bộ ốc tan mới nhất của hãng Rigid. Nhìn rất là hồng hố và rất là gấu, và giá của nó cực kỳ hấp dẫn trong cái tháng 11 này. 6.600.000 một bộ, chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Trong video này mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái bộ trong từng sản phẩm trong bộ Rigid này. Đầu tiên sẽ là cây khoang 3 chức năng của Rigid, đi kèm với nó là cục pin 6A. Rồi tiếp theo là một cây bắt vít của Rigid, đi kèm với nó là cục pin 3A và cái sạc sạc Rigid. Sạc này sử dụng điện nguồn vào 120V, không có lên điện 220. Catalog hướng dẫn và đựng trong một cái túi vải bố rất là chắc chắn và đẹp. Đây cái túi vải bố của Rigid. Ngoài nó có thêm cho mình ba cái ngăn để mình chứa đồ, chứa đủ khoang, pin và sạc. Đằng sau nó có hai cái túi lớn. Túi mình đã xem xong, giờ chúng ta sẽ coi tiếp cái đế sạc. Đế sạc này nó phải để đứng như thế này và anh chị phải gắn pin từ trên xuống dưới. Sử dụng điện nguồn vào 120V nha chị. Đó, gắn như vậy. Thì nó sẽ sạc. Rồi công suất của cái đế sạc mình sẽ xem trên cái tem. Sử dụng điện nguồn vào 120V, 60Hz, 110W. 110W này anh chị phải dùng cái biến thế chuyển từ 220 xuống 110 và công suất của biến thế đó tối thiểu là 110W. Mình xài cái biến thế nửa ký của Liwa là dư rồi. Nó có thể sạc được hai dòng pin là 9.6 cho đến 18V. Tiêu chuẩn. Đế sạc thì được sản xuất tại Trung Quốc mà đủ tiêu chuẩn chất lượng để tiêu thụ tại thị trường Mỹ, CUNLUS. Rồi mình đã xong luôn cả cái đế sạc. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua tới cái máy bắt vít. Máy bắt vít Rigid làm rất là đẹp. Đầu trên đây nó làm bằng kim loại và nó mạ bạc khá là đẹp, mạc mã màu bạc. Thì đối với những hàng Mỹ nó xài cái chuẩn đuôi ngắn, chuẩn đuôi ngắn chứ không có dùng mũi bắt vít đuôi dài gắn luôn được. Chuẩn Nhật không xài được, chúng ta phải cắt đi. Thân máy thì làm ốp một lớp cao su chống va chạm rất là tỉ mỉ và kỹ. Ốc tan. Đây là cái công tắc đảo chiều trái và phải. Rồi đây là cái tay cầm làm bằng cao su mềm, chống trượt, có những cái phần lồi lên theo từng hạt làm cho đứt tay, thao tác rất là tốt. Ở đây nó có một cái cò. Đặc tính của cái đầu Rigid này nó sẽ giống như nó cảm giác quơ, nhưng mà cái phần này là cái phần động để chúng ta thay đổi cái mũi vít, cho nên nó không ảnh hưởng gì đến cái quá trình mình thao tác và hoạt động. Quan trọng một cái trục giữa nó nè, rất là ok. Rồi cục pin đi kèm máy vít là cục pin 3A. Đây nó có cái chức năng chỉnh nè. Đây là chỉnh chức năng bắt vít. Speed thì mình sẽ có cái nút kế bên mình bấm. Chỉnh tốc độ. Này auto. Khi mình bấm speed á thì sẽ có cái dòng dưới nó thể hiện cùng một màu nè. Còn khi mình chỉnh mode là sẽ hiện ở trên. Và nó sẽ chạy đây. Đó là cái máy bắt vít Rigid. Rồi về thông số kỹ thuật chúng ta sẽ cùng nhau xem cái tem. Sử dụng pin 18V chuẩn 1/4 6.35mm đuôi ngắn. Thì tốc độ của nó chia làm 3 tốc 750 vòng, 2200 và 3000 vòng một phút. Nhịp của búa là 3900 nhịp trong một phút. Thân máy thì được sản xuất tại Trung Quốc nha chị, nhưng mà đủ tiêu chuẩn chất lượng tiêu thụ tại thị trường Mỹ, CUNLUS, Lighted.
Về lực xoắn moment, anh đây catalog là 2400 in LBS, đó là chuẩn của Mỹ. Thì dựa trên cái phần chuyển đổi, mình sẽ chuyển ra được là 271.16 Newton trên mét. Đây tốc độ của nó hiển thị low, medium và high, chậm, trung bình và nhanh nhất. Lực xoắn là 271.16 Newton trên mét, khá là dữ. Rồi vậy mình đi xong cái máy bắt bít, chúng ta sẽ qua cái sản phẩm cuối cùng là cái máy khoan. Ở đây cái tay cầm, ta sẽ xoay nó đi. Rồi mình sẽ lấy nhẹ nó ra. Ở đây nó có một cái khất, trên đây nó cũng làm cái ngàm. Đó, mình để đúng ngàm vô thì mình siết lại nó sẽ rất là cứng. Ở đây mình chỉ gá thôi, không hơi là bị xước sản phẩm. Đây là cái máy khoan ba chức năng. Phần trên đây là đầu kẹp auto lock. Kẹp được mũi khoan từ 2 ly cho tới 13 mm bằng kim loại. Auto lock. Đây là cái vòng để mình chỉnh lực bắt vít. Thì đối với điều quan Milwaukee thì nó chia theo cấp 1 cho đến 10 mấy. Còn đây là nó chia tỷ lệ 100%. Mình cứ nhích từ từ thì mình sẽ cảm nhận được cái độ răng của nó chạy. Có nghĩa là chia theo 100% về lực. Rồi tiếp theo sẽ là cái chức năng mình chuyển đổi. Đây là máy khoan ba chức năng. Thì ở đây mình có chức năng khoan có búa, mình dùng để khoan tường. Đây là chức năng bắt vít. Khi mình chỉ gạt vô cái chức năng bắt vít này, đây nó có hai bên là mình gạt hai bên cũng được. Chức năng bắt vít thì nó sẽ chỉnh được cái cấp độ lực ở trên đây từng vòng. Còn nếu chức năng búa thì nó sẽ không có ảnh hưởng trên nhông đây. Và cuối cùng chức năng khoan bình thường. Chức năng khoan bình thường này mình dùng để khoan sắt, khoan gỗ hoặc là khoan tường đối với mũi Unica. Tốc độ đã có hai tốc độ, nhanh và chậm. Rồi phần trên đầu này rất là đặc trưng của Rigid, đó là khi mà hoạt động này nó có ba cái đèn led tỏa sáng, nó chạy rất là đẹp và cũng rất là sáng. Thì cái này là một cải tiến đặc trưng của Rigid để mình khi mình khoan mình sẽ thấy luôn. Còn đối với điều quan và Milwaukee thì có đèn led nó chiếu từ dưới chiếu lên, nó vẫn sáng như thường. Đằng sau của mỗi máy nó có một cái chỗ gá mũi bắt vít, đây có thể gá mũi khoan được luôn. Đi kèm với máy khoan là cục pin 6A, dung lượng 6A. Rồi về thông số kỹ thuật của máy khoan thì mình sẽ đọc lên. Đây là đồng 13mm, sử dụng pin 18V. Có hai cái tốc độ xoay 540 vòng và 2000 vòng phút. Nhịp của búa đối với tốc chậm là 8500 và mạnh nhất của nó là 31000 nhịp trong 1 phút. Máy này thì thân máy sản xuất tại Trung Quốc. Nhưng mà đủ tiêu chuẩn chất lượng tiêu thụ tại thị trường Mỹ, CLUS. Rồi về lực của cái máy khoan Rigid thì đây mình sẽ coi qua catalog. Lực xoắn moment của nó là 1300 in LBS, là chuẩn Mỹ. Mà khi mà quy đổi ra chuẩn Việt Nam là 146.88 Newton trên mét. Rất là khỏe trong cái máy khoan. Vậy là mình giới thiệu xong với anh chị nguyên một cái bộ Rigid hàng thị trường Mỹ, sách tay về. Và giá bán báo giá trong tháng 11 là 6.600.000, chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Đối với hàng Mỹ thì shop tin bảo hành 3 tháng đầu 1-1, 9 tháng còn lại hỗ trợ bảo trì, sửa chữa. Nếu như mà có phát sinh thay phụ kiện thì sẽ tính riêng phần phụ kiện và sẽ báo giá cho anh chị sau. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành ít phút để theo dõi chương trình. Mọi nhu cầu anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 082 39 78 258, hoặc tư vấn về kỹ thuật số 0985 532 832, hoặc truy cập vào website shoptool.com.vn, hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành ít phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.